Cảnh giới thiền. Ngồi thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng, thì mới đạt đến chỗ không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, và không có thọ giả tướng. Cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Đạt tới cảnh giới này chưa phải là đắc được công phu thật sự, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Dù quý vị ngồi được 1 giờ, hay ngồi được 10 giờ, nhận đến ngồi suốt 1 tháng, 10 tháng, đó chẳng qua là công phu của quý vị có được chút ít tướng ưng, chỉ mới được chút ít cảnh giới khinh an mà thôi. Trải qua cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, nếu cứ tiếp tục tham thiền, thì quý vị sẽ nhập cảnh giới sơ thiền. Sơ thiền thiên gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa rời những lạc thú của chúng sanh. Tại cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa, quý vị rất mau nhập định. Trong lúc nhập định, hơi thở sẽ ngừng hẳn, không ra không vào, không đi không đến. Giống như con rùa tới mùa đông, thì rụt đầu và mai đình chỉ sự hô hấp bên ngoài, nhưng sự hô hấp bên trong vẫn tiếp tục. Đó là hiện tượng đông miên, nghĩa là ngủ suốt mùa đông. Người tham thiền khi nhập định thì ngừng thở, nhưng khi xuất định thì vẫn hít thở như thường. Xin quý vị chú ý, nếu tới cảnh giới này thì chớ khởi tưởng, ngừng thở rồi. Khi vọng niệm ấy nảy sinh, thì sự hô hấp sẽ tiếp nối ngay. Do đó không thể thiếu cảnh giác, bằng không quý vị sẽ lỡ mất cơ hội và phải làm lại từ đầu. Từ sơ thiền, nếu quý vị tinh tấn tu tập thì sẽ nhập nhị thiền. Nhị thiền thiên gọi là định sanh hỷ lạc địa. Tức là trong cảnh giới định, sanh khởi niềm hỷ lạc không hình dung được nên có câu thiên duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, nghĩa là thiên vị là thức ăn, sung mãn niềm vui pháp. Nhập cảnh giới này chẳng những ngừng thở mà tim cũng ngừng đập. Mạch tim chỉ ngừng chứ không phải dứt hẳn, nên khi xuất định mạch sẽ đập lại bình thường. Từ nhị thiền, nếu quý vị tiến tu thì nhập tam thiền. Tam thiền thiên gọi là ly hỷ diệu lạc địa, nghĩa là xa rời mọi sự hoang lạc thô thiển, chỉ còn niềm vui vi tế, vô cùng vi diệu. Nhập cảnh giới ly hỷ diệu lạc địa thì không những hơi thở ngừng, tim hết đập, mà ý niệm cũng dứt hẳn, hệt như một người chết vậy. Lúc ý niệm dứt thì mọi vọng tưởng mông lung cũng dứt. Khi hơi thở ngừng lại, máu huyết hết dưỡng khí nên sự tuần hoàn cũng đình chỉ, do đó tim cũng không đập, không có mạch nữa. Lúc ấy chẳng còn tạp niệm, giả sử hơi thở là gió, mạch là sóng và ý niệm là nước. Nếu gió im thì sóng lặng, nước tự nhiên yên tĩnh. Đó chính là đạo lý gió ngừng sóng lặng vậy. Đây là tác dụng tạm thời lúc nhập định, chứ không phải là mạch dứt hẳn như khi chết. Lúc nào muốn phục hồi hơi thở hay mạch đập thì chúng hoạt động trở lại bình thường. Từ tam thiền mà tinh tấn tu thiền định thì nhập cảnh giới tứ thiền. Tứ thiền thiên gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nghĩa là xả bỏ niềm vui vi diệu của tam thiền. Tâm niệm thanh tịnh, hơi thở ngừng, huyết mạch ngừng, ý niệm ngừng, nhưng cảnh giới ấy cũng phải xả bỏ luôn thì lúc đó bản tánh chân như thanh tịnh mới hiện tiền. Cảnh giới này quý vị chớ nghĩ lầm là xuất sắc hay đặc biệt, bất quá chỉ là ở cõi tứ thiền mà thôi, chưa phải là cảnh giới chứng đắc đạo quả. Đây vẫn là còn ở địa vị phàm phu, bởi vì dục vọng chưa đoạn tuyệt. Từ cảnh giới này, nếu quý vị tu phép tà định của ngoại đạo thì sẽ nhập vô tưởng thiên, thọ hưởng cảnh giới vô cùng an lạc. Nhưng nếu quý vị tu phép chánh định thì sẽ nhập ngũ bất hoàng thiên, tức là cảnh giới của bậc chứng quả. Nếu chứng được sơ quả A-la-hán, tức là quả vị tu đà hoàng, thì không những khi nhập định không còn vọng niệm, mà khi đi đứng nằm ngồi đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đạt được sơ quả thì mới chỉ đoạn được 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới mà thôi. Kiến hoặc tức là sự mê mờ do cái thấy. Hãy còn 7 vòng sinh tử nữa chứ chẳng phải chứng sơ quả là nhập niết bàn được đâu. Lúc chứng được sơ quả, bất luận là gặp cảnh giới gì tâm cũng không bị dao động, tức là đối cảnh vô tâm. Nghĩa là gặp cảnh không khởi tâm tưởng, duy chỉ có đạo tâm chuyên nhất tu thiền. Giả như cảnh giới bên ngoài có trang nghiêm đẹp đẽ, gái kiều diễm, trai khôn ngoan ra sao, cũng không thể làm cho tâm quý vị dao động.
Lúc bây giờ quý vị cũng chẳng còn tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn hay tham ngủ nữa. Mọi thứ đều không tham, thì mới có thể gọi là chứng quả. A-la-hán sơ quả đi không gây tiếng động bởi vì chân họ cách xa mặt đất ba phân. Vì sao vậy? Vì thánh nhân đắc quả có lòng từ bi, sợ rằng sẽ đập chết các côn trùng nhỏ nên mới đi trong hư không. Quý vị hãy chú ý, không được tự xưng là đã chứng ngộ khi chưa khai ngộ, hay là đã chứng quả khi chưa đắc quả. Như thế là phạm giới vọng ngữ, tương lai sẽ bị đọa địa ngục kéo lưỡi. Tôi phải nói cho quý vị rõ, còn tin hay không là tùy ở quý vị. Trong số Phật tử có kẻ chưa khai ngộ mà cứ tự rêu rao là đã chứng ngộ. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Dù rằng quý vị đã khai ngộ, quý vị cũng không nên khoe khoang, à tôi khai ngộ rồi, à tôi có ngũ nhãn lục thông rồi nè. Quý vị cho tự tuyên truyền, tự quảng cáo cho mình, vì như thế thật chẳng có ý nghĩa chi. Ngay cấp Phật và Bồ Tát, các ngài cũng không tự tuyên truyền, tự quảng cáo. Nếu có ai biết được vị này là Bồ Tát hay vị kia là Phật hóa thân thì hiện ở thế gian, thì các ngài liền biến mất. Đời đường có hai vị đại sư, một vị là Hàng Sơn, một vị là Thập Đắc. Hàng Sơn là hóa thân của Đức Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát, còn Thập Đắc là hóa thân của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cả hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc vốn là bạn đạo rất thân với nhau. Ngài Thập Đắc khi còn thơ ấu được Phương Trượng Phong Can đem về chùa Quốc Thanh nuôi nấng và dạy bảo. Ngài Thập Đắc chuyên việc nấu nước trong nhà bếp và mỗi ngày góp nhặt đồ ăn thừa cho vào ống trúc đem cúng dường ngài Hàng Sơn. Ngài Hàng Sơn thì ngủ ở động Nguyệt Quang trên núi Thiên Thai. Mỗi ngày tới chùa Quốc Thanh nhận đồ thừa để ăn. Hai ngài tâm đồng ý hiệp, thường cười đùa bỡn cợt với nhau, nên cái chùa ai cũng cho các ngài là hai người điên, chẳng ai đến xỉa gì đến họ cả. Không ai biết rằng hai ngài là Bồ Tát hóa thân, du hí ở nhân gian để cứu độ những chúng sanh cần được độ. Một hôm, quan thái thú là Khú Yên tới gặp Hòa Thượng Phong Can và hỏi rằng, thưa tiền sư, trong quá khứ, chư Phật và Bồ Tát thường hóa thân tới thế giới này, vậy thời nay chư Phật và Bồ Tát có còn hóa thân tới cõi này nữa hay không? Ngài Phong Can đáp, có chứ, bất quá ngài không nhận ra mà thôi, bây giờ tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, vì thầy chuyên nấu nước ở nhà bếp chính là Phổ Hiền Bồ Tát đấy. Thầy có một người bạn là Hàng Sơn, tức là Văn Thù Bồ Tát, sao ngài nói chẳng có ai? Lã thái thú nghe xong rất vui mừng, vội vã đến chùa Quốc Thanh để đảnh lễ hai vị Bồ Tát Hàng Sơn và Thập Đắc. Thầy trí khách chùa Quốc Thanh thấy quan thái thú đến viếng thì ân cần tiếp đãi. Nhưng khi nghe vị quan này muốn gặp Hàng Sơn và Thập Đắc, thì thầy ngạc nhiên vô cùng, chẳng biết vì sao ông ta lại muốn gặp hai người điên này. Tuy không hiểu được lý do, thầy cũng dẫn quan thái thú tới nhà bếp. Bây giờ đúng lúc hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc đang cười nói lớp ớp như hai kẻ điên khùng khiến ai cũng nực cười, nhưng là thái thú, thì vô cùng cung kính đảnh lễ hai ngài, rồi kính trọng thưa rằng, đệ tử là Lã Khú Yên, xin thỉnh cầu quý đại Bồ Tát từ bi dạy bảo cho kẻ mê muội này. Ngài Thập Đắc hỏi, ông làm gì thế? Thái thú đáp, con nghe Hòa Thượng Phong Can dạy rằng hai ngài là hóa thân của Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền, bởi vậy con đặc biệt tới đây xin đảnh lễ và khẩn cầu quý ngài khai thị cho con. Ngài Thập Đắc nghe xong thì vừa thục lười vừa nói, à, ngài Phong Can nói nhảm, ngài Phong Can nói nhảm. Ngài Phong Can là hóa thân của Đức A Di Đà, sao nhà ngươi không lạy ngài mà lại đến đây quấy rầy chúng tôi? Nói xong thì chạy ra khỏi chùa lên tới động Nguyệt Quang núi Thiên Thai, rồi hai ngài đều nhập vào vách đá. Thái thú thế vậy vô cùng thất vọng, bởi vì hai vị Bồ Tát đã ấn mình trong vách đá không ra nữa. Ông ta nghĩ thầm, thôi mình hãy về lạy Đức A Di Đà vậy. Nhưng khi y về tới chùa thì mới hay ngài Phong Can đã viên tịch. Đúng là đang diện thác quá, tức là vuột mất cơ hội trước mắt, cho nên có câu rằng, đối diện với Đức Quán Thế Âm mà không nhận ra được ngài. Trong thiền đường này cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng tôi không thể tiết lộ cho quý vị biết được, để ngài khỏi bị quý vị đuổi chạy mất. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền pháp tháng 12 năm 1980. Ha ha ha. 问什么的说何